Cứ đến ngày lãnh lương thì việc đầu tiên mình làm sẽ là rủ đồng nghiệp đi ăn. Và mình sẽ lại lựa chọn một trong những quán tuyển siêu đỉnh của Coca-Cola. Đó là El Fresco ở B205A Shophouse Vinhome Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nói chứ bây giờ đi đâu ăn ngon ngon 2-3 người thì cũng hết 8-900 cành hoa rồi. Thế mà mình vừa mới phát hiện ra combo siêu xịn này của El Fresco phù hợp cho nhóm bạn 2-3 người mà chỉ 499 cành thôi nhá. Hôm nay mình có gọi combo tiệc vui có tận 200g thăn bò Mỹ nhập khẩu, một pizza cỡ lớn, 3 cánh gà nướng, bánh mì bơ tỏi và salad đầy đặn lắm luôn. Mình không nghĩ là với cái giá dưới 500 mà có thể nhận được một bàn ăn 5 món chất lượng trong một không gian lịch sự và sang trọng như này. Thịt bò mềm lắm, chấm với suất nấm hợp phết. Pizza thì là size L siêu to khổng lồ, được chọn vị pizza từ số 1 đến 6, nhưng mình chọn số 4 là BBQ Biffy thì lạ miệng ngon nha. Set này còn có cả cánh gà BBQ lai dai với bánh mì bơ tỏi, salad giải ngấy nữa, nói chung là bao no. Và để cho bữa ăn trở nên ngon miệng hơn thì tất nhiên là không thể thiếu Coca-Cola được rồi. Hôm nay kiếm được quán tuyển siêu đỉnh với deal hời từ Coca-Cola thì tất nhiên là phải chia sẻ với đồng nghiệp chứ. Đi ăn cứ phải có bạn đồng hành mới thấy vừa ngon vừa ý nghĩa mọi người nhỏ. Tổng kết lại thì đây là chiếc combo đáng để thử khi tụ họp đồng nghiệp, mình rất recommend cho mọi người nha. Và hãy cùng mình đi ăn những quán tuyển siêu đỉnh khắp phố phường Hà Nội với vô vàn deal hấp dẫn tại El Fresco Hàm Nghi. Đi ăn cho đã thèm thôi các bạn ơi. Bật mí là cuối năm nay ăn cho đã thèm còn có lễ hội ẩm thực siêu hoành tráng đó. Hãy cùng chờ đón nhé. Bây giờ thì bye bye.